Cảm ơn âm nhạc rất là nhiều. Cảm ơn nhà công Hồ Thắng và nữ ca sĩ Kim Mạch Lê Dung với những giai điệu về tình yêu mùa xuân. Đến một lần nữa, đương nhiên tất cả quý vị đang trở về với tòa nhà lớn của gia đình nhà Thai tại địa chỉ phố 5, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa của chúng tôi để tham dự và chúc mừng cho sự kiện tân hôn của Trúc Đình Ngọc Tân và cô Dâu Lan Anh được tổ chức vào lúc 9 giờ đúng ngày hôm nay, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, là ngày 21 tháng 11 năm Quý Mão tại gia đình nhà Thai. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Thị Thanh, kính thưa các vị khách quý đại diện hai bên gia đình, kính thưa các bậc cao niên, cơ quan đoàn thể, đồng nghiệp, bạn bè, thân khách gần xa, trong những ngày đầu xuân năm mới, tất cả chúng ta đã nhận được lời mời của hai bên gia đình, nhận được thiệp hồng xinh đẹp của cô Dâu Lan Anh và Trúc Đình Ngọc Tân. Và ngày hôm nay thì chúng ta là chính thức quay lại với công việc sau những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, thì nhưng mà chúng ta lại trở lại với Trúc Đình và cô Dâu, trở lại với hạnh phúc của gia đình, trở lại với tình yêu của đôi bạn, và đặc biệt trở về với gia đình nhà Thai trong một ngày rất là đẹp để chúng ta cùng chúc mừng cho Lan Anh và Ngọc Tân của chúng ta xây đời hạnh phúc. Đó là niềm vui, là niềm vinh dự lớn lao nhất đối với gia đình nhà Thai, đối với Trúc Đình và cô Dâu. Nhân dịp những ngày đầu xuân năm mới, thay lời cho gia đình nhà Thai, thay lời Trúc Đình, Ngọc Tân và cô Dâu Lan Anh, xin được gửi đến gia đình nhà gái ông Nguyễn Trọng Nam, bà Nguyễn Thị Hà, gửi đến các vị khách quý và tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe, may mắn và thành công. Và sau phút này thì xin mời nào, chúc để cô Dâu hãy nắm chặt tay nhau đi ạ. Chắc chắn rồi, đón hết cả mồ hôi ạ. Cô Dâu Lan Anh đón hết mồ hôi rồi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, với một cảm giác lâng lâng của ngày cưới, cảm giác lâng lâng là được bên đứng bên cạnh một người rất là đẹp trai, đó là Trúc Đình của chúng ta, thì cô Dâu có những cảm xúc như vậy, chúng tôi sẽ được ghi nhận. Và sau phút này thì chắc chắn là không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đón nhận một cái cúi đầu cảm ơn của Trúc Đình Ngọc Tân và cô Dâu năm nay dành cho ông bà cha mẹ, dành đến tất cả quý vị. 1, 2, 3 xin mời một trong cái tay đầu tiên của tất cả quý vị dành cho cái cúi đầu cảm ơn của Trúc Đình cô Dâu đi ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Và sau phút này xin được thay lời cho gia đình họ Thai, những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức trên đường sân khấu Anh Tuấn, quê hương phố 5, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, trịnh trọng tuyên bố sự kiện tân hôn của Trúc Đình Ngọc Tân và cô Dâu Lan Anh được tổ chức ngày hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, là ngày 21 tháng 11 năm Quý Mão tại gia đình nhà Thai. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Thị Thanh xin phép được bắt đầu. Và chúng ta sẽ vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Và xin cảm ơn đến tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời Trúc Đình Ngọc Tân và cô Dâu Lan Anh, xin mời hai bạn dần ngồi xuống với vị trí trung tâm để đón nhận sự trở về, sự quan tâm của tất cả quý vị trở về với gia đình nhà Thai trong ngày hôm nay. Một thời tiết của những ngày đầu xuân năm mới, với những tia nắng ban mai, những tia nắng bình minh báo hiệu một mùa xuân đã đến, và một mùa xuân để cho những đôi uyên ương rủ nhau tìm đường về hạnh phúc, về mái ấm gia đình. Thì ngày hôm nay gia đình hai bên cũng như tất cả quý vị đã gác lại công việc riêng tư và xã hội trở về với Trúc Đình và cô Dâu. Đó là niềm vinh dự lớn nhất dành cho gia đình nhà Thai, dành đến Trúc Đình và cô Dâu của chúng ta, không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều, và xin mời tất cả quý vị chúng ta chính thức mời trầu, mời trà, mời thuốc, mời nước đón nhận những món quà âm nhạc đầu tiên với những ca khúc về mùa xuân này chúng ta đã từng lắng nghe trong những giai điệu đầu tiên. Thì sau phút này những tổ khúc, những làn điệu dân ca truyền thống mỗi khi khách đến nhà là ca là hát. Và ngày hôm nay trầu nghiệp trầu tình được nhà công Hồ Thắng và nữ ca sĩ Kim Mạch Lê Dung gửi gắm đến tất cả quý vị để nói lên với gia đình nhà gái rằng, để nói với tất cả chúng ta rằng, đón khách như đón người thân, đón khách như đón mùa xuân vào nhà. Tổ khúc dân ca mời trầu sẽ được gửi gắm đến hai bên gia đình, gửi gắm đến tất cả quý vị. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng lắng nghe.
Sâu cùng như các vị quan khách có mặt tại đây trong ngày hôm nay, xin được cảm ơn nhà công Vũ Thắng và nữ ca sĩ Mỹ Lê Dung với tổ khúc giai điệu truyền thống của dân tộc Việt Nam, tổ khúc Mời Trầu, để ngày hôm nay trổ thêm bánh vương thể hiện cho tình thông gia của hai nhà, thể hiện cho tình yêu của đôi trai tài gái sắc, đó là chú rể Ngọc Tân và cô dâu Lan Anh. Xin được mời tận tay tận bàn các vị khách quý, các bậc cao niên, những người đã có công lao rất lớn sinh thành, vun đắp, quan tâm và xây dựng tình yêu cho hai cháu hai con, đó là Lan Anh và Ngọc Tân của chúng ta, cũng như bày tỏ tấm lòng biết ơn, những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị đang hiện diện trở về với tư gia của gia đình nhà ta trong ngày đầu xuân năm mới. Một lần nữa xin được cảm ơn đến tất cả quý vị. Vâng, kính thưa hai bên gia đình, kính thưa đến tất cả quý vị. Giờ phút này thì chú rể và cô dâu đang dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, tình cảm của vợ chồng, và chắc chắn thôi. Thế chân cầu lúc này, xin mời chú rể Ngọc Tân hơn. Chúng ta tập trung vào chuyên môn đi ạ. Một tay thì cầm quạt cho vợ, một tay thì lấy điện thoại ra xem là có người yêu cũ có nhắn tin hay không. Thì bây giờ thì chắc chắn rồi, hai bạn sẽ bỏ qua tất cả công việc riêng tư để chúng ta sẽ quay lại với những phần nghi lễ quan trọng nhất mà ngày hôm nay hai bạn chính thức sẽ thực hiện để bắt đầu cuộc sống mới, đó là cuộc sống vợ chồng sắc son chung thủy trọn đời bên nhau. Một lần nữa xin mời Ngọc Tân và Lan Anh, xin mời hai bạn đứng dậy nào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất để minh chứng cho một tình yêu cao đẹp, để minh chứng cho một mái ấm gia đình tương lai vững chắc và luôn luôn có đôi. Thì chú rể Ngọc Tân đã từng nói với bố mẹ và cô dâu Lan Anh rằng anh về thư mẹ cùng cha, có cho anh lấy vợ xa hay gần, mẹ cha mới trả lời rằng vợ xa cùng lấy, vợ gần cùng ưng. Hôm nay xuống vòng trúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và để minh chứng cho điều này, gia đình nhà trai đón nhận một thành viên mới, đó là nàng dâu Hiền, nàng dâu Thảo Lan Anh. Và trong những ngày đầu xuân năm mới, đó là một niềm vui to lớn, trọn vẹn của một con người chúng ta, một gia đình Việt Nam. Chính vì vậy, tôi vọng nhận gửi tới lên tất cả sự yêu thương chờ đợi mà hai bạn đã từng trải qua trong quá trình tìm hiểu. Và ngày hôm nay, tình yêu của hai bạn đã thơm được chín mùi, được sự chấp nhận, đồng ý của hai bên gia đình, của chính quyền địa phương, và không thể thiếu đi sự thắc sự trở về của tất cả quý vị. Hai bạn sẽ nhẹ nhàng quay lại với nhau nào. Nhìn nhau là thật là say đắm vào đi ạ. Và kính thưa quý vị, vòng nhận cưới sẽ được mở ra nào. Nó được đựng trong một hình trái tim lung linh và xinh đẹp. Kỳ vật của tình yêu là như thế. Vòng nhận cưới luôn là hình tròn. Đã là hình tròn thì không có điểm đầu, không có điểm cuối. Xuất phát ở đâu, gặp nhau ở đó, được không ạ? Và bây giờ nào, chú rể sẽ là người đầu tiên đeo nhẫn cưới cho vợ yêu nào. Trên hàng triệu, hàng vạn trái tim này, chúng ta được tìm được mảnh ghép của nhau, là những mảnh ghép còn lại để tạo nên một gia đình hoàn hảo. Và ngày hôm nay, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì mây sẽ bay, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Và vòng nhẫn cưới này tiếp tục được người vợ dành cho người chồng đẹp trai, phong độ và hiền lành. Và chú rể Ngọc Tân ơi, em hãy dang rộng vòng tay của em ra nào. Em nói với cô dâu Lan Anh như thế nào ạ? Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ để ngày hôm nay. Anh muốn dang rộng vòng tay, anh ôm cả thế giới. Anh muốn ôm vợ yêu của anh vào lòng nào. Một cái ôm thật chặt nào, một trăm vòng tay nồng nhiệt của tất cả quý vị đi ạ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời hai em sẽ nhẹ nhàng bước sang bên phải hai bước theo chiều hướng tay và của tình yêu, đến với những trang trọng anh đón lên sự thành công và may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới. Trong một ngày đặc biệt, hãy mở nắp để chúng ta có những tiếng nổ thật là thành công, để dành cho nhau được thời khắc quan trọng nhất. Những nấc thang của tình yêu sẽ được thực hiện qua phần trang điều trọng anh đầu tiên này. Bây giờ là mở khóa, đúng không ạ? Và sẽ sắp đi ạ. Nhìn chút